Thì ở đây là có một số cái thuốc thử quen thuộc với mình. Có bô sạch na, Pasteur, Razendor, Bẹp Trăng. Thì bốn cái thuốc thử này các chị sẽ gặp và các chị sẽ thực hiện ở trong cái phần thực tập dược liệu của mình. Ngoài ra thì còn có thuốc thử mame hoặc là người ta sử dụng cả tâm niêm để đi định tính. Thì cái tủa được tạo thành của tannin với lại alkali thì nó cũng cái thuốc này nó cũng kém tan. Cái tủa của nó là tủa màu trắng, nhưng mà ở đây lưu ý đang nói tannin trước ha các anh chị, là cái tủa này nó sẽ tan ở trong cồn, trong axit acetic hoặc là trong amoniac, cho nên lưu ý là nếu như mình có sử dụng cái thuốc thử là dùng tannin để định tính alkali bằng cái hiện diện cái nhận định là có tủa hay không. Nếu có tủa trắng tức là dương tính, không có tủa là âm tính, thì lưu ý là trong cái dịch tiết của mình phải không có sự hiện diện của mấy cái này. Nếu có thì nó sẽ không có tủa. Không có tủa không có nghĩa là không có ăn alkali, mà do là nó bị tan lại trong những cái dung môi này ha, thành ra lưu ý. Rồi với bô sạch đà thì ở đây bản thân cái thuốc thử nó cũng có màu nâu đỏ các anh chị ha. Thì cái tủa tạo thành là phức chất của cái thuốc thử với lại là alkali. Thì cái tủa này, cái này là nhóm thuốc thử tạo tủa vô định hình nha các anh chị. Thì cái tủa tạo thành nó cũng sẽ có màu nâu hoặc là nâu đỏ ha. Thì nếu như mà tủa rất nhiều á thì các anh chị nhìn thấy rất là dễ, nhưng mà trong trường hợp mà tủa ít á thì đôi khi nó chỉ làm rụt cái dung dịch của mình thôi. Mà khi rụt tức là đã có cái gì đó không tan, tức là đã có tủa tạo thành. Thì nếu như mà tủa mà nó chỉ là làm rụt thôi thì trong trường hợp của bô sạch đa thì nó hơi khó nhìn do cái màu của nó là màu tối, thì các anh chị phải lưu ý. Thì ở đây với cái thuốc thử tạo tủa vô định hình thì cái điều các anh chị quan tâm đầu tiên để nhận định phản ứng dương hay là âm tính đó là có tủa hay không. Phải có tủa thì mới là xét với cái trường hợp là dương tính hay chưa. Còn nếu đó không có tủa thì tức là âm tính. Rồi thì cái yếu tố thứ hai các anh chị phải xét tới nữa là tủa đó nó có màu gì. Nếu là alkali kết hợp với vô sạch đa thì cái tủa đó sẽ có màu nâu nha. Còn nếu mà cái tủa đó các anh chị thấy nó có màu xám hay là màu trắng gì đó, mà trong trường hợp mình dùng cái thuốc thử vô sạch đa thì mình nghi ngờ là không có alkali ha. Cái khả năng có alkali nó cũng thấp thôi. Ở đây là nó phải có hai yếu tố, một là tủa, hai là màu của tủa nha. Rồi tương tự như vậy Pasteur, thì đối với cái thuốc thử Pasteur thì các anh chị thấy là cũng là tạo tủa, nhưng mà tủa của nó là màu trắng hoặc là hơi ngà một chút thôi, hơi vàng một chút thôi ha. Rồi thì Razendor, bản thân cái thuốc thử Pasteur thì nó cũng là màu nhạt ha, màu nó nhạt thôi. Còn Razendor thì nó sẽ có màu cam ha, và cái tủa của tạo thành của Razendor với lại là alkali thì nó cũng sẽ có màu cam, nên là đỏ cam. Rồi Bẹp Trăng, cái thuốc thử Bẹp Trăng thì bản thân cái thuốc thử này là cũng là gần như là trong không màu ha, hoặc nếu nó có màu thì là dạng màu hơi trắng trắng. Rồi vậy thì tủa tạo thành của nó là màu trắng, alkali với Bẹp Trăng là màu trắng. Những cái màu này các chị bây giờ không học thì tới rồi tới định tới gì tới thực tập không phải nhớ nha, cho nên giờ các chị học luôn đi nha. Tên thuốc thử cũng phải ghi được nha các chị, ghi được và đọc được luôn nha. Rồi tại vì có nhiều khi mình muốn nói với người ta là làm cái phản ứng với Razendor đó, có nhiều khi các chị làm phản ứng sắp đến làm sắp cái lớp mỏng đi, hỏi về giống gì, giống cái thuốc thử gì mà ghi cái chữ gì giờ tập quán ra ha. Razendor ha các anh chị. Rồi bô sạch đa, Pasteur, Razendor, Bẹp Trăng, bốn cái này các anh chị sẽ gặp thường xuyên ha. Rồi ngoài ra thì nhóm thuốc thử tạo tủa vô định hình thực ra còn nhiều nữa chứ không phải chỉ có bao nhiêu đây ha. Rồi thuốc thử mang mê hoặc là có thể sử dụng tannin. Rồi và màu của tủa tạo thành, các chị nhớ nhóm này là nhóm thuốc thử tạo tủa vô định hình ha, chắc chắn là phải biết rồi. Cái thứ hai nữa là các chị phải quan tâm tới cái màu nha. Yêu cầu thứ hai là phải đúng màu, nếu mà nó không đúng màu thì cũng khả năng là không phải là cao ý, nhớ nha. Rồi Renike ha, cái thuốc thử Renike, Renicat đó ha, thì người ta cũng hay hay dùng ha. Các chị sẽ không có làm cái thuốc thử này.
một chút với các anh chị là đối với cái nhóm thuốc thử Redike này á, thì cái tủa tạo thành ha, tủa tạo thành với anh cao biết là nó có màu hồng, và cái tủa này nó có thể tan ở trong cái dung môi là acetone 50%. Nếu mà nói dung môi acetone 50% là các chị biết là pha acetone với cái gì không? À, với nước, pha acetone với nước là hỗn hòa nha các anh chị. À, thì cái này là 50 nước, 50 acetone đó. Rồi, thì ở đây dùng để định lượng, để đo màu, tức là sao? Là nếu như trong một cái dược liệu đó có chứa alkaloid, người ta sẽ dùng cái thuốc thử Redike này cho vô và hiện tượng tạo thành đầu tiên đó là có tủa. À, và tủa này nó có đặc điểm là màu hồng. Thì người ta có thể ứng dụng nó để định lượng bằng cách là người ta lọc lấy cái tủa màu hồng đó ra. À, xong rồi người ta sấy khô gì đó ha, và lấy cái tủa đó hòa lại trong cái dung môi là acetone 50% thì nó tan ha, và người ta sẽ đem đi đo qua. Thì cái dung dịch của mình ha, cái độ hấp thu mà người ta đo được nó sẽ tương ứng với lại là cái màu hồng đó là đậm hay nhạt đó ha, và nó sẽ tương ứng với cái hàm lượng alkaloid đã kết hợp với thuốc thử Redike ha, tức là từ đó người ta có thể tính được alkaloid đã thuốc kết hợp với thuốc thử Redike là bao nhiêu ha, ứng dụng để định lượng. Rồi, thì cái độ hấp thu nó sẽ tương ứng với lại là cái hàm lượng alkaloid đã tạo tủa với thuốc thử Redike. Rồi, ngoài ra thì mặc dù nói là thuốc thử Redike này là thuộc nhóm thuốc thử tạo tủa vô định hình, nhưng